Anh ơi, dạo gần đây thời tiết mưa gió quá mà em vẫn muốn đi cháy phố. Có cách nào ngồi nhà mà vẫn cháy phố được không anh? Được em, ngày hôm nay anh sẽ chỉ cho em một con game mà em chỉ cần một cái máy Switch như này thôi là em đã có thể ngồi nhà mà cháy phố được rồi. Lên nhạc.